Em chứng minh chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Sáng nay đầu tuần thứ hai em về được ba sản phẩm, đó là một con toàn là hàng gọi là siêu lướt, hàng chưa sử dụng luôn nha các bác. Những con hàng này nó rất là chất, nó mang tính chất sưu tầm rất là cao và các bác nào sở hữu nó thì cũng rất là may mắn. Em về được một con thằng đèn dòng VB, là dòng mà đỉnh cao của hãng Tri. VB là ở thời kỳ Nhật vàng các bác. Hãng Tri cho ra những dòng VB, VB 110S mạch vàng. Bề ngang của nó là 42, chạy là bóng tất cả bóng zin theo máy, 4 bóng rề và 4 bóng công suất L34, hàng sưu tầm nha. Và 46 con Crown 2401 là phiên bản nâng cấp của 2004. Con này là hàng Mỹ xuất cho thị trường Nhật nha các bác, điện 110, chưa sử dụng luôn nha bác, còn là hàng sưu tầm cho 6 bác nha, hoặc là bác nào lấy hai con một con về đánh hai cặp full 40. 2004 thì các bác đã biết nổi tiếng rồi, và 24001 thì nó sẽ nâng cấp về hiệu suất lên một tí rồi mới tới 2402. Và một con đẩy Mỹ Phoenix XB 2000 giá rất là tốt về trong sáng ngày hôm nay. Phoenix thì có phiên bản khủng là phiên bản 3 3000, con này là BX 2000, phù hợp với các bác chơi full 40 đô lại, chơi gia đình một cặp. Con này là 2000W và chạy 32 sò công suất nha, Toshiba, chạy nguồn xuyến, và giá em giao các bác là 8 triệu rưỡi nha, bác nào lấy nhanh tay. Rồi, đi đến có 6 con này về ngày hôm qua này các bác, em chưa quay tiếp các bác. Để các bác xem trong cái chỗ quay hàng của em luôn. Đây, hàng tồn kho các bác nhìn này. Lần đầu tiên em về được những con 2401 mà hàng tồn kho nó khiếp khủng như thế này các bác. Đây các bác thấy. Chưa sử dụng nha các bác. Có nhìn dây nguồn này. Đấy, con nào nguyên xi hết, tem cờ khi xuất xưởng là còn nguyên tem nhôm đầy đủ nha các bác. Nó dòng tem nhôm nha các bác. Tem khi xuất xưởng đầy đủ không thiếu gì. 2000W nha. Con 2400 2401 là 2000W. Tụ là tụ Philips full vương miện nha, full vương miện tụ Philips, giá là 19 triệu một con. Bên em đang phân phối hàng gọi là tồn kho là như các bác khui thùng vậy đó. Crown 2401 giá là 19 triệu bao ship nha, cho 6 bác, chỉ có 6 con thôi. Và đây là con Phoenix, một con đẩy đến từ Mỹ, chạy 4 cầu điện nha các bác. Phoenix XB 2000, thiết kế hầm hố, và con này chơi sub hoặc là chơi full 40, một cặp full 40 hoặc là chơi một cặp full 30 kèm theo một cặp trở lời. Công suất là 2000W, chạy nguồn xuyến, mỗi vế là chạy là 16 sò Toshiba. Đây là cấu hình của em nói nha bác. Phía sau chạy 4 cầu điện nha, 100 đến là 240, rất là tiện lợi để các bạn chơi. Nếu các bác nào mua ở phân khúc dưới 10 triệu về chơi full 40 thì lấy con này nha. Giá là 8.500.000 nha, 8.500.000, bao gồm phí ship nha. Phoenix XB 2000 2000W. Và đây là siêu phẩm của Tri, âm ly đèn mới kiến công luôn nha các bác, chưa sử dụng luôn nha. Như cuối thùng các bác, có nhìn ốp gỗ này, ốp lưỡng, tăng phô. Đấy các bác thấy không? RL cái hiệu tăng phô của Tri. Con này về các bác ghi ghép với những dòng loa toàn giải, loa đồng trục, loa tăng noise, JBL vân vân vân. Dòng VB thì cực kỳ nổi tiếng rồi, VB của Tri, tất cả vàng hết nha các bác. Đánh trực kháng là 48 ô, là đường thi đầu vào. Điện là 100V nha, tại vì những con này là hàng nòi của Tri nha. Dòng VB là hàng nòi hàng đời mà chuyên nhạc vàng nè các bác, ở thời kỳ 7X8X á, chuyên Bre 75, các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero rất tuyệt vời luôn. Đặc biệt con này là gọi là như chưa sử dụng luôn á, phun bóng theo máy luôn nha, phun bóng theo máy luôn, mới tinh nha các bác. 4 bóng rề Tri và 4 bóng công suất L34 Tri. Tri Vingati L34 các bác cùng xem. Chưa sử dụng các bác thấy không? Mày nó mới không? Này, bóng Tri hết nha các bác. Tất cả bóng Tri hết. Bóng theo máy hết nha. Bóng rề á, 4 con bóng rề. Đây. Tổng là 8 bóng Tri theo máy. Em về được những con hàng nó lưu kho, tồn kho như thế này để phục vụ các bác thấy rất là sướng nha. Em bác nào mình lấy con này thì alo cho em.
VB110S full bóng theo máy, chưa qua sử dụng luôn. Hàng sưu tầm giá là hai dao các bác là 23.700.000 nha, 23.700.000. Nếu chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn 235. Các bác chơi L100 Cantori hoặc là chơi tăng noi những dòng bass 40 đổ lại nha. Chơi loa đồng trục, loa toàn giải bass 40, độ nhẹ khoảng là 89 dB trở lên là các bác ghép con này là sướng đó. Dòng VB nó có dòng cao cấp như là 300BD đó, còn dòng dưới nó là 110S. Thiết kế của dòng VB thì giống nhau, đều là mạch vàng. Mạch vàng đó. Còn những dòng đời mới bây giờ là mà mạch trắng và tăng phô đỏ. Còn dòng đời hàng ngoài của Tri Nhật Bản là dòng VB này các bác. Và tăng phô nó thiết kế như thế này. Là dòng VB. Vừa rồi em cũng giao một con VB110S mà bóng là KT88. Còn đây là bóng L34 theo máy nha. Nguyên gọi là nguyên bản như từ khi xuất xưởng á. Nó có hai phiên bản, bản KT88 và L34. Và L34 thì tiếng nó xinh ngọt hơn nha bác. L34 nghi na ná như là 300B. Hãy bác nào lấy con này thì liên hệ cho em nha, 23.700.000 á, hàng sưu tầm luôn nha. Mới kiếm con 98% luôn, 97-98% luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Đây là con Ponix BXB2000, giá là 8.500.000, rất là ngon nha. Các bác nào mà chơi full 40 gia đình ấy, thì lấy BM này. Ngon, bổ chắc. Còn Ground 2401 thì 19.000 một con nha các bác.